vừa mới từ bên Campuchia về. Dạ. Là em lúc mà em qua Campuchia là được bao lâu rồi? Dạ, em qua được một tuần. Em qua một tuần là theo lời giới thiệu của bạn bè hay sao? Dạ. Rồi em qua đó em làm công việc gì? Dạ, bấm máy tính. Là bấm máy tính hả? Có nghĩa là làm việc trên máy tính. Dạ. Đó là cái lời giới thiệu của bạn bè hay là em tìm hiểu ở trên mạng xã hội? Em nghe lời bạn bè. Nghe lời bạn bè. Em còn người thân hay gia đình gì không? Dạ, em cũng giờ em lấy trí giờ em không cũng tự em không nhớ ai là ai. Có nghĩa là bây giờ em không nhớ người thân mình luôn. Em còn ba mẹ không? Dạ còn. Ba mẹ còn đúng không? Dạ. Em còn giấy tờ tùy thân gì không? Dạ em còn, nhưng mà bữa hôm qua em không biết là bệnh viện giữ giấy tờ của em hay là bên công an thành phố giữ. Ừ. Là lúc em trốn thoát từ Campuchia về là em đi theo đường cửa khẩu nào? Dạ cửa khẩu Mộc Bài hay là cửa khẩu xe mát hay Mộc Bài của Tây Ninh à? Chỗ đường qua Tây Ninh đó chị. À có nghĩa là em đi về đường về Tây Ninh. Dạ. Rồi sau đó em về tới địa phận Phú Yên. Dạ. Thì em ngất xỉu. Dạ. Rồi ai đưa em vô đây? Không, em ngất xỉu bên bên Campuchia luôn chị. Em ngất xỉu bên Campuchia, rồi sao em về được Việt Nam mình á? Dạ, có một bà cô hai nằm sát cửa khẩu bên Campuchia. Em nghe lại nói là bà cũng là người Việt Nam. Bà qua đây sinh sống cũng lâu rồi, bà buôn bán ở đó thôi. Bà xin tiền cho em qua trạm, nói giờ được Việt Nam. Là quê quán em địa chỉ chính xác là ở đâu? Tại vì khi anh Nhân anh ra, anh hỗ trợ là anh sẽ ra đến địa phương em luôn. Em hỗ trợ, ví dụ như tuần sau ra thì em đã xuất viện rồi. Thì bây giờ chị cũng không liên lạc được. Địa chỉ quê của mình, địa chỉ nhà mình là ở đâu? Nhà quê em ở thôn Phú Xuân A. Thôn Phú Xuân 2 hay là Phú Xuân B? Phú Xuân A. Phú Xuân 2. Xã Xuân Phước. Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. À, là ngang chỗ gần nhà em là có cái gần cái chợ hay là cái hội trường hay trường học gì không? Để dễ tìm. Gần nhà em có, trên nhà em có một tí xíu có một cái giếng lớn. Gần đó có cái chợ hay gì không em? Cái chợ hay cái trạm xá hay là cái bệnh viện gì không gần đó? Không. Từ trên ngã, nói chung là chỗ rồi nha, em đi lên tới Trại Giam Xuân Phước. À, cái hướng lên Trại Giam Xuân Phước là nằm đường quốc lộ luôn hả? Nằm đường Thu Ngơ á chị. Thu Ngơ, tại vì bây giờ cái điều chỉ nghĩa là rất là khó. Bây giờ em cũng không nhớ số điện thoại. Nhớ là đường đi lên Trại Giam Xuân Phước hơn. À, nghĩa là nhà này chưa tới Trại Giam. Ở dưới này hả? Ở dưới này là tới cái đường 1 địa chỉ là mình đi. Bây giờ em mới nhớ số mọi người nhà không? Dạ không, em bị điện thoại bọn nó lấy đi luôn bẩn. Là đi hai anh em hả? Dạ, em đi trước không? Em trai đi trước? Dạ. Em trai này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 2004. 2004 là mới có 14, 15 à? Dạ. Có không? Dạ. Ồ, đâu có. Năm nay... hai mấy tuổi rồi chứ? 20. Rồi em trai đi làm trước rồi mới rủ em qua hả? Thằng em của em không có rủ em qua. Em là nói chung là em không biết. Tại vì con nhỏ nó rủ em qua. Mà sao em trốn được? Em trốn được á? Dạ em bị nhảy lầu qua về. Em nhảy lầu? Dạ. Em trốn mà nhảy lầu. Tại vì những nạn nhân mà bên anh Nhân cứu á là hầu như là đưa con số chuột rất là cao. Em là có bên đó họ có bảo là người nhà em chuột em về không? Có cái anh mà đưa em, có ông anh mà có con nhỏ mà nó biểu ổng đưa em qua ấy. Ừ. À, nếu mày không có tiền chuột thì mày không bị mày điện về nhà hoặc mày với con kia, tao không biết hai đứa mày làm sao mà kiếm tiền chuột mày về. Còn không thì mày ở đây mày không có ra được khỏi cái chỗ này đâu. Em bây giờ trên người em có thương tích mà bị đánh không? Tại vì những nạn nhân mà chỉ biết được đây bầm tím, chích điện đúng không? Dạ. Chích điện, đánh điện nếu mình không làm được. Dạ đúng rồi. Tại vì những cái đoạn video đó là tất cả các nạn nhân bên đó gửi vào là em đều nhận được, chị đều nhận được.
lại là lúc nãy là chị đang đi đó, thì có một chị gửi thông tin, thì bây giờ là cái địa chỉ cũng mơ hồ quá, thì tí nữa chị cho số điện thoại chị, khi nào em về á hay xuất viện á thì em cứ gọi chị, ví dụ chị hỗ trợ cho em cái chuyến xe đưa về tới nhà. Thứ nhất là chị đưa em về tới nhà để biết nhà em ở đâu, để tuần sau chị kết nối với lại bên anh Nhân nha. Thứ hai nữa là sáng giờ là mình có đóng tiền tạm ứng hay gì không? Em chưa có đóng tiền gì ở bệnh viện hết tiền. Chưa đóng gì nữa hả? Em có tiền đâu em đóng. Đây cho cả nhà xem nè, là ốm tông ốm teo luôn, là 199 là nay nhiêu tuổi? 26 tuổi. Em có gia đình chưa? Dạ, chưa thì. Chưa. Là chị có nhận thông tin là em bị bệnh hen suyễn rồi hả? Đúng. Em bị bệnh về động kinh. Động kinh. Ừ. Thì hôm nay đến đây á, thì Duyên cũng cảm ơn anh Kim Trung với lại chị Thu Mai Hồ có gửi trước là cảm ứng là cho em 1 triệu. Gửi cho em 1 triệu. À. Dạ. Thì của anh Thành Kim Trung với lại chị Thu Mai Hồ á, có gửi thì chị có xin gửi cho em 1 triệu để em ăn uống hay gì đó ha. Trong thời gian đây rồi có Mạnh Thường Quân là ủng hộ thêm á, thì chị sẽ trở lại đây. Hiện tại thì em đang nằm ở buồng số 31 tầng 5 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Bây giờ em có nhớ ba mẹ em là ai không? Phạm Ngọc Minh. Ba là Phạm Ngọc Minh. Dạ. Mẹ? Mẹ là Thân Thị Liên. Thân Thị Liên. Thân Thị Liên. Là gia đình em có mấy con? À, 5 anh em. 5 anh em. Em là con thứ mấy? 5 anh em nhưng mà chết hết một người. Còn 4? 4 anh em. Là từ lúc em vô bệnh viện là tối hôm qua tới bây giờ là người nhà chưa biết hả? Chưa. Cái lúc mà em thoát ra khỏi cái công ty của Campuchia á, sao em không mượn điện thoại để gọi về cho người thân? Em không nhớ số. Không nhớ số. Đánh người ta là có đánh đến đâu vậy không? Không. Bây giờ kiểu như là bị khủng hoảng tinh thần rồi đó. Để em đi được 1 tuần hả? À, 1 tuần hay 1 tháng? 1 tuần. Thì... 1 tuần là em thoát được. Em với em trai có làm chung công ty không? Làm chung công ty. Có gặp nhau thường xuyên không? Dạ có. Có à? Lúc em thoát á thì em trai biết không? Cũng lúc đấy em bị khiên xỉu, em không có nhớ được nó có biết hay không. Giờ chị hỏi thiệt em nha, cái động lực nào mà em nghĩ là em nhảy từ ở trên tầng cao nhảy em nhảy xuống là em có nghĩ là em sống sót không? Em chỉ nghĩ anh giờ em chỉ biết là một là mình nhảy lầu, một sống hay chết thôi. Bây giờ mình ở mình cũng bị đánh chết mà mình không nhảy thì mình cũng ở đấy mình cũng bị đánh chết. Giờ mình không nhảy mình sao mình thoát được? 1, 2, 3 thì cùng lắm mình nhảy xuống, cùng lắm mình chết thì chết thôi. Bây giờ em tính mạng em cũng còn gì nữa mới nói. Em nhảy từ tầng mấy em nhớ? Dạ, từ tầng 4. Em nhảy từ tầng 4 xuống. Trời ơi, phúc thằng lớn. Chị Hồng đi, rủ em xuống dưới luôn, em có bị quấn luôn. Em mới làm được việc nên nó không bị quấn. Có nghĩa là em trai là làm được việc trên máy tính, còn em là không biết làm việc trên máy tính. Tại vì nó là dạng nó rành máy tính hơn em nhiều. Ừ. Rồi lúc mà cái người giới thiệu em á, là họ có nói công việc là qua bên đó để làm công việc gì không? Nó nói là làm về điện tử vậy thôi. Ừ. Tại vì công ty điện tử thì làm em biết công ty điện tử làm như thế nào. Nhưng đâu có ngờ là bằng về qua bên đó làm về máy tính không? Tại vì cái trường hợp mà những người như em á là bị qua Campuchia để mà thoát về được rất là hiếm. Hầu như là gia đình phải bỏ tiền ra chuộc. Thì bên đó em chỉ nghe có ông anh nào đó là nói mày muốn thoát á. Mày muốn thoát á thì mày coi thì có quen biết anh Minh Bụi không? Bụi nữa không thì mày nhờ ảnh tiếng ảnh dẫn mình về cho. Mình em không biết ảnh là ai.
Rồi, thì hôm nay em có đồng ý là chị sẽ lấy lên bản em để chia sẻ ra ở ngoài khu vực La Hai Đồng Xuân mình đó, để người nhà biết được để đến chăm sóc cho em nha. Nha. Dạ. Bây giờ mình về đây là còn người là còn à. Ha. Dạ. Cố lên, về đây làm lại đi. Tại vì nhiều người không biết, nghĩ là việc nhẹ lương cao. Dạ. Thì qua đó rồi mới biết được cái cảm bậy của chúng ta. Bây giờ là chị kết thúc ở đây rồi, chị sẽ gọi cho anh Nhân ra nha. Dạ. Ok.